ô tô tông hàng loạt xe máy ở Bình Dương. Vụ tai nạn liên hoàn giữa một ô tô với 5 ô tô xe máy ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến cho nhiều người bị thương. Ngày 6 tháng 6, một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương thông tin khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày. Một ô tô lưu thông trên đường DT 743C hướng từ cầu ông Bố đi về cầu vượt 550. Khi đến ngã ba Cửu Long, khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, ô tô này đã va chạm với 3 ô tô đi cùng chiều phía trước, sau đó đã va chạm tiếp với hai ô tô đang đậu ở bên lề đường bên phải. Hậu quả, ba người bị thương, một người đã xuất viện ngay sau đó, hai người còn lại đang cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tiết giao thông. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.